Con làm việc với Khôi, lại thân thiết với Quân. Nếu phải lựa chọn người thừa kế, thì con chọn ai? Dạ, nếu như mà cho con chọn người thừa kế, thì con sẽ chọn người xứng đáng với vị trí đó. Bởi vì vị trí người thừa kế mang trọng trách rất là nặng nề. Mọi lời ăn, tiếng nói, hành động đều ảnh hưởng tới cả một công ty. Ý con là thằng Khôi xứng đáng hơn đúng không? Con xin lỗi chú, nếu như mà con có nói gì phật ý của chú. Tất nhiên là chú phật ý rồi. Nếu con nói như vậy thì ngay từ đầu con phải giúp đỡ thằng Quân để nó trở thành người thừa kế xứng đáng chứ. Thời gian này anh phải chủ động tiếp cận với Chi. Anh phải tìm hiểu rõ mối quan hệ của cô ta và bà Dân như thế nào thì mới tránh được sự ảnh hưởng của kế hoạch chúng ta sau này. Em đừng có buồn nha. Trong lòng anh từ trước tới giờ chỉ có mỗi mình em mà thôi. Chùi nè, đó, chùi. Quân! Hả? Bà nội? Sao bà nội tới đây vậy? Cho dù có là bạn bè hay đồng nghiệp gì đi chăng nữa thì giữa nam và nữ cũng phải giữ khoảng cách nhất định. Hơn nữa, thằng Quân cũng đâu phải nhân viên bình thường như tụi con đâu. Đừng có thấy người ta thân thiện dễ dãi rồi cứ nghĩ là muốn làm gì cũng được. Nội, sao nó nói gì kỳ vậy? Lần trước hết chị Hảo rồi, bây giờ tới Chi cũng vậy nữa. Ai con cũng phải giữ khoảng cách là sao? Nội muốn cách ly con với thế giới luôn hả? Con im đi. Nội làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Lo dọn dẹp nhanh đi, rồi về với nội. Con xin lỗi, con xin lỗi. Nội! Quân! Chi! Đứng dậy! Cái gì vậy? Chị có làm gì cũng đâu đến mức nội mới nhục mạ cô như vậy. Quân, con nói gì vậy? Nội có làm gì đâu. Nội mới bắt Chi lao dài cho nội còn gì? Nội không có. Chuyện lần trước con đã tính bỏ qua rồi. Bây giờ thêm chuyện này nữa. Con thất vọng về nội quá. Trời đất. Từ nay về sau con không để cho nội muốn làm gì thì làm đâu. Nè nè nè. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.